Chiều về trên đồi vắng, có người yêu thương người, có người yêu thương người, đành mang họ vào thân, treo trên thập giá này. Rồi người ta chửi mắng, Chúa đành cam tâm chịu, Chúa đành cam tâm chịu, để cho người ăn năn cùng tội đồ được tha. Giêsu ngất lịm rồi, đoàn người đi ngang qua chê cười và nói rằng: Vua Israel, hãy tự cứu vào môi khô hạn, áo người chia nhau mặc, cả khung trời tang thương, Giêsu chút linh hồn. Tờ mờ từng buổi sáng, đất trời như rung động, có bà Mary buồn nhìn ngôi mộ mờ toang, ai lăn hòn đá này. Và rồi vua phục sinh, có quyền uy trên trời, phán rằng đi khắp miền, giảng tin lành cho ta, để tội người được tha. Giêsu sống thật rồi, vì Ngài không ở đây, hãy nhìn chỗ Chúa nằm. Mau qua Galilee để được thấy hồng ân. Trời yêu thương, chính Ngài là Chúa Cha, chính Ngài là Chúa Cha. Tìm về ngôi mộ trống, nhớ đôi gỗ tha buồn, Chúa ngày mai trở lại, hãy quay về bên nhau. Giêsu sống lại rồi. Tìm về ngôi mộ trống, nhớ đôi gỗ tha buồn, Chúa ngày mai trở lại, hãy quay về bên nhau. Giêsu sống lại rồi.